Giờ em hỏi thiệt nè, ở đây có ai thấy cái đồng hồ như vậy chưa? Đó, size của nó là 50 chưa nấm nha, càng chỉ có 47 thôi, tay 17 thoải mái nè. Chạy hai bộ máy riêng biệt nha, con này là hàng của Nhật. Đó, đọc lạ chưa? Đây, dạ quen học trò luôn nha. Đó, dây khóa đồ nguyên riêng hết luôn. Quá đẹp chưa? Tất cả là khép không rỉ nha, hai máy hai nấm và có một ô lịch góc 3 giờ nè cả nhà. Bên máy nhỏ này chạy cũng 3 kim luôn nha. Đó, còn máy lớn cũng 3 kim luôn, tổng cộng là 6 kim hai máy riêng biệt nha. Đó, đọc lại cho em mới về là em quay cho nhà xem luôn. Mới về. Đó, hàng hiếm nha, cắt săn hàng cực khổ lắm cả nhà. Đó, em săn đọc lại cả nhà xem. Rồi em mời cả nhà nha.